Đây nó chưa biết rồi thì, mặt nó ngỡ ngàng là nó chưa biết. Tặng cho em. Dạ sô cô la. Em hãy ăn thử. Tình yêu đó. Dạ không chắc là để hay để lát em ăn sau được. Ừ, ngọt ngào như sô cô la. Dạ em cảm ơn nhiều. Cái này thật sự là nó không có giá trị vật chất lắm, nhưng mà do tự tay em làm cho nên mong là anh sẽ thích. Dạ, tại vì cũng đang mùa dịch nên là em may một ít khẩu trang để tặng anh. Để anh có thể dùng mỗi ngày, để anh nhớ tới em mỗi ngày. Ok, cảm ơn. Tự nhiên nay hai màu xanh rồi cũng ngắt xanh ha. Mặc đồ cặp đồ. Cặp á. Giống như ông bà Mai Tây thì cũng tím rịm qua xíu. Tím rịm á. Thằng bà mặc đồ tím coi được, thằng ông mặc tím kỳ lắm á. Mà cái áo của ông nó sặc sỡ hơn của tôi, nó có một chùm bông ở đây nữa nè. Hết hồn à. Ai lấy áo này trời. Anh với anh này ở gần, rất là gần nhau, nhưng mà hôm nay thì hai bạn đã có duyên trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Trước khi gặp gỡ mình, giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân với chào bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Phước Thịnh. Hôm nay em 38 tuổi, em sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Phước Thịnh làm công việc gì? Dạ em buôn bán từ túc anh. Dạ. Rồi Thịnh quê đâu? Dạ em quê Sài Gòn. Ở quê Sài Gòn luôn. Sài Gòn. Quận mấy Thịnh? Dạ em ở làm, em ở Thủ Đức anh. Quận Thủ Đức hả? Dạ. Thủ Đức nay đồng hương tôi hơi đồng bị hương nhiều. Thủ Đức với Hồng Vân. Giờ mình nói về mình đi. Dạ em xin chào và chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ em cũng chào bạn nam nhà kế bên. Em tên là Quách Kim Phương, năm nay em 32 tuổi, em là giáo viên Anh Văn. À. Và em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn luôn. Em chắc là cũng đồng hương với anh bên kia, em ở Thủ Đức luôn. Thủ Đức trời luôn hả? Đồng hương với chị luôn. Ồ, trời hay ơi. Quá. Cùng quận mà không gặp nhau ha. Nay gặp nhau rồi. Em gái cho bên đàn trai biết về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là vui tính và hòa đồng. Nói về nữ công gia chánh thì em cũng thích nấu ăn, rồi em cũng biết thiêu thùa may vá. Rồi rất giỏi. Dạ còn về điểm yếu, dạ đôi khi thì em hơi kỹ tính quá. Ví dụ như cái vật đó nó để đó thì là nó gọn gàng, còn nếu mà để chỗ khác nhìn nó không gọn gàng thì em cũng hơi khó là chịu phải để chút đó, xíu đúng không? Dạ. Ừ, không, cái đó là tốt, cái đó không phải điểm yếu đâu em. Làm đâu phải ngăn nắp gọn gàng thì mới được. Dạ. À, cái tính cầu toàn đó ha. Dạ em cũng trai, dạ. Ưu điểm khuyết điểm của em thế nào? Dạ ưu điểm của em là em quyết đoán trong việc, không sợ cực, chịu khó làm. Ừ. Còn khuyết điểm là em hơi nóng tính xíu. Dạ. Nhưng mà nóng nhất là em làm cái gì? Em thì nóng lắm thì em bỏ đi chỗ khác vậy em. Được, được. Không sao, nóng nhiều càng nhiều càng tốt. Em nói về đường tình duyên của mình đi. Trước giờ thì nói là em chưa trải qua mối tình chính thức nào hết. Tức là có những người họ thích em thì em không thích họ. Có người mà em thích họ thì họ lại không thích em. Như vậy có nghĩa là em chưa hề có mối tình nào? Dạ, mối tình chính thức thì chưa. Đôi khi ví dụ như tìm hiểu 1-2 tháng là thấy không hợp thì thôi. Thì thôi. Dạ, xong rồi ở nhà thì cũng có làm mai cho em hai anh. Nhưng mà không biết sao mà hai ảnh giống nhau, rồi cứ gặp em mới 2 lần cái đòi cưới. Vậy hả? Nhưng mà em không chịu, tại vì mới gặp có 2 lần chưa biết gì chưa về nhau gì hết. Dạ cưới. Dạ thì đâu có cưới được. Biết đâu người ta bị tiếng xét tình, ta muốn cưới liền sao? Dạ nhưng mà chắc chỉ ảnh bị thôi, còn em chưa bị cho nên là chưa đồng ý được. Dạ. Như vậy là mình vẫn còn nguyên bụi phấn à? Dạ chắc vậy. Nó càng ngày bụi nó càng nhiều. Nó càng ngày bụi nó càng nhiều. Đó, bên nhà trai nghe chưa, áp lực ghê chưa? Rồi đàn trai, tình hình tình duyên của em sao rồi? Dạ tình duyên của em thì em đã có một lần gãy đổ anh. Em có cháu chưa? Dạ chưa anh. Mình đổ vỡ như vậy thì tình hình mà giấy tờ này kia đó. Dạ xong hết rồi. Xong hết chưa? Dạ rồi. Em có nộp giấy ly dị cho chương trình chưa? Dạ có. Có nha. Chứ không chứ tụi anh mệt lắm đó ha, phải hỏi cái đó kỹ cho bà con. Chào em. Dạ, chào chị. Bạn trai tôi vậy đó, được không? Ủa ông làm gì như ông thách đố tôi vậy ông Linh? Bạn trai giờ tôi ông nói, muốn sao? Giờ bạn trai muốn tôi gì? Vậy đó được không? Thực ra thì bên nhà gái chị ấy, còn vương bụi phấn mà phấn càng ngày càng dày lên. Dạ. Thì bên đó bụi phấn là... bên đây cũng bụi đời à. Đâm ra là tự nhiên mình lại thấy yên tâm là bởi vì á, với một người như vậy mà có một người đã có kinh nghiệm về vấn đề tình trường rồi ha. Dạ. Thì chị nghĩ là em sẽ trân trọng những cái sau và em sẽ là cái người định hướng cũng như là biết là phụ nữ họ cần cái gì, họ thiếu cái gì, cho nên chị khá là yên tâm. Biết nói tiếng Anh không? Dạ không. Không hả? Rồi về bà dạy. Khỏe ghê luôn á, em có học trò đầu tiên liền rồi đó. Dạ. Được chưa? Dạ. Bạn trai tôi được chưa? Dạ em mời anh. Bạn gái bụi phấn ha. Dạ, dạ mời anh. Bạn trai vương chút bụi trần thôi. Dạ. Để mời bụi trần tương đương với bụi phấn nè. Trước khi hôm qua anh gặp đàn gái, anh hỏi em một câu này. Lý do tại sao hai vợ chồng lấy nhau rồi được 1 năm đúng không? Dạ. Lời gãy gánh. Nếu xảy ra chuyện là em hoàn toàn không có lỗi. Không, cũng có lỗi đó, có điều chưa nhận ra thôi.
nếu người nào có lỗi thì người kia cũng có lỗi một chút. Nhưng mà anh muốn hỏi như thế để anh biết rằng là những cái thiếu sót của mình gì cần bổ sung cho cái mối tình sắp tới đây, để mình cảm nhận được rằng là mình phải chăm sóc người ta như thế nào, mình phải lo lắng thế nào, mình không có nóng tính, mình không có gì đó ha. Thí dụ có những điều đó thì mình hãy rút kinh nghiệm thôi ha. Dạ em chào anh Quyền Linh. À, bây giờ trao đổi với anh ấy thì em có ngại ngùng gì khi anh ấy đã một lần lỡ chuyến đò không? Dạ không, giống như anh Quyền Linh đã nói thì đã nếu mình đã qua một lần rồi thì mình rút kinh nghiệm để lần thứ hai mình nó tốt hơn. Đúng rồi. Dạ. Mong rằng anh sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn để chúng ta có thể bổ sung cho cái mối tình này nó đẹp hơn. Dạ. Sự chăm sóc chu đáo hơn. Ha? Dạ. Em ghét nhất đàn ông điều gì? Em ghét nhất đàn ông là gia trưởng. Có không? Em sợ con nữ giận, sợ vợ lắm. Sợ vợ hả? Được. Mà rất sợ là vợ. Khó nhẹ. Em sợ vợ lắm. Sợ vợ là một đức tính tốt. Em thích người đàn ông như thế nào? Có trách nhiệm, có công việc ổn định để cái sau này có thể lo cho gia đình cho nó tốt. Có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Giống anh Quyền Linh cũng được. Trời ơi, sao xem lại xài chị cũng được. Anh Quyền Linh là trên cái đất nước Việt Nam này chỉ có một Quyền Linh thôi. Dạ đúng rồi. Dạ. Em nhìn cái mái tóc đó là em thấy không có ai dám xài ngoài ảnh hết trơn hết rồi đó. Thiệt luôn á, có mình anh có mình anh dám để thôi. Cái vậy cho nó vui vui chút phải không? Cuộc đời đôi khi nó cũng áp lực nhiều quá, có lâu mình cũng tạo hình cho nó vui vui chút, ai gặp cũng cười thôi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Ừ. Em đi với ai ạ? Dạ, hôm nay em đi với ba mẹ và chị gái. Đầu tiên thì xin chào chương trình. Dạ. Kế tiếp là chào hai MC và bên họ nhà trai. Thì hôm nay đến đây tham dự chương trình thì cũng mong muốn cho con gái nó tìm được một người bạn lý tưởng để lập gia đình. Chú cũng ở Thủ Đức, tự do thế lớn. Nhưng mà chú nhìn hồi nãy giờ thấy hơi quen quen. Dạ con biết chú. Mà không biết có quen hay không. Dạ quen. Chú hỏi thăm con. Quen không? Con phải con của chú Ba Bon không? Dạ chính xác. Trời ơi. Rồi xong. Rồi xong. Thì như vậy thì tức là hồi nãy vừa lên là tôi nhìn thấy hơi quen. Trời ơi. Rồi anh Ba Bon là gì? Vậy là quá trời gần luôn. Xin lỗi là bên nhà trai là ai đại diện cho bên? Dạ Úc. Dì Úc hả? Dạ. Bởi vì nếu trường hợp mà chú Ba với chị Ba đi, anh Ba đi thì tôi nhìn tôi biết liền. Trời ơi. Tại vì ở gần mà. Thịnh đây ở khu phố 3, tôi ở khu phố 5, cách dạ. Nhà cái cầu. Tôi tới lui thường xuyên đó mua sâu cho chim ăn thì tôi gặp này hoài, có đâu có lạ gì đâu. Rồi. Cái này là cái duyên, cái này là cái duyên. Mong hai đứa tự tìm hiểu nhau. Nếu mà đàn trai đi đông là quen hết rồi ha. Rồi, mời vô. À, tôi là dì của Thịnh, hôm nay là đại diện cho Thịnh để mà gặp gỡ và thấy cháu bên đây thì dễ thương. Có duyên, cũng mong cho là hai cháu tạo cho một cái cơ hội bấm nút tiến tới hôn nhân càng sớm càng tốt. Còn bấm nút đi nha. Hỏi giới thiệu Úc nó biết hết rồi. Nhiều khi qua xóm qua lại biết rồi. Thôi mở rào cho tụi nó đi. Thôi mở đi, mở đi. Tụi nó biết hết rồi. Tôi với ông bây giờ là coi như không còn gì để hàng mà xóm với nhau đó. Mà ừ rồi. Mở rào đi, biết đâu gặp nó. Trời ơi, hôm nay gặp hoài. Mở rào. Dạ em chào anh. Tặng quà nhận quà đi nè. Hôm nay nó chưa biết rồi. Mặt nó ngỡ ngàng là nó chưa biết. Tặng cho em. Dạ sô-cô-la. Ừ, sô-cô-la. Em hay ăn thử. Tình yêu đó. Dạ em chắc là để hay để lát em ăn sau được. Ừ, ngọt ngào như sô-cô-la hả? Dạ em cảm ơn nhiều. Cái này thật sự là nó không có giá trị về vật chất lắm. Nhưng mà do tự tay em làm cho nên mong là anh sẽ thích. Dạ, tại vì cũng đang mùa dịch nên là em may một ít khẩu trang để tặng anh. Để anh có thể dùng mỗi ngày để anh nhớ tới em mỗi ngày. Ok, cảm ơn. Tự nhiên nay hai màu xanh rồi cũng ngắt xanh ha. Mặc đồ cặp đồ. Cặp á. Giống như ông bà Mai Tây thì cũng đưa tím riệm qua xin. Tím riệm á. Thằng bà mặc đồ tím coi được, thằng ông mặc tím kỳ lắm á. Mà cái áo của ông nó sặc sỡ hơn của tôi, nó có một chùm bông ở đây nữa nè. Hết hồn à. À lấy áo này trời. Anh với anh này ở gần, rất là gần nhau nhưng mà hôm nay mình mới biết. Dạ đúng rồi. Hôm nay mới gặp mặt. Gặp em thì anh có ấn tượng gì không? Anh có hơi bất ngờ xíu. Bất ngờ sao? Bất ngờ tích cực hay tiêu cực? Dễ thương hơn em nghĩ. À tức là dễ thương dạ, hơn em tưởng tượng đúng không? Em có nghĩ là mẹ nàng dâu này chồng như thế nào không? Nàng dâu mẹ chồng thì em nghĩ là chỉ cần mình thương mẹ chồng như mẹ ruột thì mẹ chồng cũng sẽ thương mình như con gái ruột thôi. Em có gì muốn hỏi anh không? Dạ em có vài câu hỏi là không biết là anh có hút thuốc hay có uống bia được không? Cái hút thuốc thì anh bỏ lâu rồi. Thì còn bia rượu thì phải có tiệc tùng mới uống chứ không có uống tung tung.
Nếu sau này ở trong gia đình thì anh có sẵn sàng giúp đỡ vợ cái việc nhà hay không? Chắc chắn rồi. Phụ được vợ gì thì anh sẽ phụ. Sẵn sàng gì đó. Dạ, giống như hồi nãy ba em có nói thì giờ chỉ còn mình em mà chưa có gia đình nên ở với ba mẹ. Em đặt trường hợp là nếu như muốn anh ở rể thì anh có đồng ý không? Anh cũng biết nhà chú mà, từ nhà anh xuống nhà chú chưa được 500 mét nữa. Dạ đúng rồi, gần đó ghê luôn, thở dễ sợ. Vậy giờ ở dâu ở rể đâu quan trọng nữa rồi. Quan trọng. Sáng ở dâu, chiều ở rể. Mua cái căn nhà ở ngay chỗ 250 mét đó. Ở giữa đó. Ở giữa. Chạy qua chạy lại cho nó gần. Không có khó, chuyện này khỏi nói. Bây giờ thử đi, nếu mà có cuộc mà nào mà gây gỗ với nhau mà giận hờn với nhau, ai sẽ là người xuống nước? Thì nếu mà xảy ra bắt đầu quan điểm giữa hai người á thì anh sẽ người là người bỏ đi chỗ khác trước để sau đó mình quay lại nói chuyện. Tại lúc mà mình đang nóng thì mình nói không có gì ra gì hết trơn á. Dạ đúng rồi. Rõ ràng quan điểm của bạn, dạ. Bạn rất đồng ý với cái cách đó của em, vậy là thấy vui rồi, thấy khỏe rồi. Đó. Cái lúc mà người ta bỏ đi mình ở nhà mình kiếm gì ăn em. Dạ, hoặc là mình lấy tiền đi shopping. Đúng rồi, đó vậy đi. Dạ. Cái ông hết dám đi nữa. Bây giờ Thịnh đứng lên ha, mình bước tới bạn gái. Nói cái gì chân thành nhất á. Dạ. Sát bên nhà mà. Anh hy vọng là sau ngày hôm nay anh với em tìm hiểu nhau nhiều hơn. Có thể là mình cho nhau một cơ hội. Quá trời hay luôn. Rồi, trở về với ghế ngồi cho các bạn. Để tay vào nút bấm, kiểm tra con tim của mình. Nếu thực sự chúng ta cảm nhận đây là người có thể cùng nhau đi suốt quãng đường còn lại thì bấm. Còn nếu không, không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Cạch cạch rồi, tôi thấy hai cái cạch cạch rồi đó. Chính thức các bạn. Linh ơi cưng quá à. Nè, hai cái màu xanh, hai cái màu tím cưng sao đâu á. Ai đưa túi áo kỳ quá. Hôm nay chính thức là các bạn hẹn hò với nhau trước mặt đại diện hai bên gia đình. Đầu tiên, bây giờ Thịnh nói gì với cô chú đi. Thưa chú, thì hôm nay con đến đây tham gia chương trình thì cũng là cái duyên. Con không ngờ là gặp cô chú ở đây. Thì con xin phép cô chú là cho con tìm hiểu bé. Thì con sẽ cố gắng làm hết cái khả năng con là có thể lo cho bé được hạnh phúc. Dạ. Dạ con chào dì và chào gia đình nhà trai. Dạ con cũng xin phép dì cho con với anh tìm hiểu nhau. Thật sự đây là một cái duyên rất là tuyệt vời. Và bây giờ là nụ hôn đầu tiên mà Thịnh dành cho bạn gái của mình. Dạ con xin phép chú. Được không em? Phải được thôi. Dạ. Rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Hệ thống cửa hàng Mori Italia tặng bộ quà quý ngương và voucher 2 triệu đồng mua sắm tại các cửa hàng trên toàn quốc. Mori Italia gồm các thương hiệu hàng đầu thế giới và gia dụng, nhà bếp, nội thất và thời trang và phụ kiện. Chúc tình cảm cặp đôi hạnh phúc bền vững nhé. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1, năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Điểm đây qua thảo đỏ, bác chào cha nha. Mẹ, chào dì. Chào dì. Này hên nè, không, tôi đừng nói bông hồng hên. Bông hồng tình yêu, hên quá trời hên. Rồi, giờ coi cặp, cặp nữa, coi dính cái là coi như cái áo này lần sau bận nữa nghe chưa. Vậy đi. Nghe không? Ok. Đừng mai mốt đặt Quỳ Linh áo màu tím.